Này ở phía trước kia có một ông, ổng ngồi kia chắc hình như trong lề kia, hoặc là ổng té xe hay cái gì kia, ổng đang ngồi đó, giờ mình tới đó xem ổng thử coi ra sao. Anh ở đâu à? Ở trong lưỡi. Anh ở trong lưỡi hả? Hình như có một con tới. Rồi rồi bây giờ anh về tới đâu lận? Tính đi ra ngoài Phan Rang mà chưa tới đây té hả? À mới đi ra Phan Rang mà mới tới đây té, anh tên gì vậy? Tên gì? Anh có giấy đó không? Có. Anh có giấy chứng minh này, đưa tôi bấm đem về cho. Có điện rồi, điện rồi. Điện chưa? Con rồi đó. Đấy anh cứ ngồi dậy đi nha, anh đừng có nằm đó. Coi như là anh ở trong lý là anh đi Phan Giang. Rồi, có được điện người nhà rồi. Rồi có cái test bị tay này phải không cậy? Tay này. Cái tay này hả? Tay này anh bị cái tay này nè. Đây. Rồi Điển ơi, Điển có người nhà rồi phải không? Anh rồi anh tự té hay sao vậy? Tự té hả? Đây anh đưa điện thoại, tôi điện cho anh. Điện rồi em. Điện rồi hả? Trời ơi. Hay là anh ngồi sát cái cây cột kia cho nó dễ. Vậy bởi tới tâm. Được rồi, không sao đâu, được rồi. Không, bởi tới đây cho ông ngồi. Ngồi giữa trong căn cây cột đi. Nằm chỗ được, không sao đây. Đừng nằm chứ. Ngồi đi, ngồi cho nó tỉnh lại, cho anh nằm xuống là máu nó rớt dồn xuống. Anh cứ ngồi đi. Không ngồi lâu rồi, nãy giờ nửa tiếng rồi. Té cũng lâu rồi hả? Đồ tay ở ngoài. Ô mẹ nằm tao tướng ống rồi chứ. Tay bị trụ rồi. Hả? Đã cái té xuống bị cái tay này nó sủi rồi phải không? Rửa tay này. À quý vị hiện nay anh tên gì vậy? Hả? Tên Thiệt hả? Cái gì Thiệt? Tên Đoàn Tấn Thiệt. À anh này quý vị anh này ảnh tên là Đoàn Tấn Thiệt. Nhưng mà anh ở sông Lý anh đi đâu? Anh đi Phan Rang nhưng mà tới ngay chỗ cống Hiệp Bình á. Anh tự té nhưng mà bây giờ nó cũng ổn rồi. Bây giờ anh cũng tỉnh dậy mà chờ người nhà. Anh chờ người nhà xuống để chuyển đến bệnh viện tại vì hơi sụi với lại lát. Còn cái nón của anh đây. Cái này nước gì mà đổ dưới nữa? À nhớt. Như vậy là chiếc xe của anh đây quý vị nè. Là chiếc xe 86B2 216-65. Anh cũng có chở theo một cái mớ đồ nữa đây. Và bây giờ hiện nay là đang chờ người nhà. Đây. Bây giờ chuẩn bị chuyển đến bệnh viện cấp cứu em quý vị. Hiện bây giờ là mới có 6 giờ quý vị à. Bây giờ chuyển ông đi bệnh viện. Bây giờ chuẩn bị chuyển đi bệnh viện tiếp quý vị. Rồi xin phép quý vị để tôi chuyển ông đi nha.